Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền đã đi làm lại sau 2 ngày viết đơn xin nghỉ việc. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền báo cáo của huyện Ủy Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu có nội dung ông Nguyễn Bá Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền xin nghỉ việc từ ngày 19 tháng 9. Báo cáo thể hiện nội dung cho rằng, bản thân nhìn nhận vẫn còn những thiếu sót trong chỉ đạo điều hành nên địa bàn phát sinh một số ca Covid-19 cộng đồng. Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền đã viết đơn xin nghỉ việc, nhưng sau đó sau hai ngày viết đơn xin nghỉ việc, ông này đã rút đơn và đi làm trở lại. Ngày 21 tháng 9, huyện ủy Long Điền đã có báo cáo gửi tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc ông Nguyễn Bá Hùng, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Long Điền có đơn xin nghỉ việc. Trước đó, mạng xã hội lan truyền báo cáo của huyện ủy Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có nội dung ông Nguyễn Bá Hùng, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện này xin nghỉ việc từ ngày 19 tháng 9. Trong đơn, vị chủ tịch huyện trình bày lý do, trong thời gian qua, mặc dù bản thân đã có nhiều cố gắng, nỗ lực xuyên suốt trong công tác điều hành phòng chống dịch tuy nhiên, bản thân nhìn nhận vẫn còn những thiếu sót trong chỉ đạo điều hành. Cụ thể, một số địa phương trên địa bàn huyện thực hiện chưa nghiêm việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ, dẫn đến hiện nay vẫn còn phát sinh một số ca dương tính trong cộng đồng, xã An Ngãi và thị trấn Long Điền, và tại khu vực phong tỏa, thị trấn Long Hải. Mặc dù bí thư huyện ủy đã động viên, chia sẻ và đề nghị tiếp tục làm việc nhưng ông Hùng nhất định xin nghỉ việc và đề xuất bàn giao công việc điều hành cho ông Lâm Văn Hồng, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện cho đến khi có chủ tịch mới, ngay sau đó, Ban thường vụ huyện ủy Long Điền đã tổ chức họp vào chiều ngày 19 tháng 9. Được biết, tại cuộc họp có trưởng ban tổ chức tỉnh ủy và trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phụ trách địa bàn để xem xét, thống nhất các nội dung liên quan đến đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Bá Hùng. Qua đó, ban thường vụ huyện ủy Long Điền thống nhất đề xuất thường trực tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, ban tổ chức tỉnh ủy đồng ý phân công ông Lâm Văn Hồng, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện phụ trách lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của ủy ban nhân dân huyện Long Điền từ 19 tháng 9. Đồng thời, văn bản này được gửi tới cấp tỉnh ngày 20 tháng 9. Đến sáng ngày 21 tháng 9 thì được lan truyền trên mạng xã hội, được biết cũng trong sáng nay, tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu đã động viên chia sẻ về những khó khăn của ông Nguyễn Bá Hùng trong thời gian qua. Ông Nguyễn Bá Hùng, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Điền đã rút đơn xin nghỉ việc và đi làm bình thường. Về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Điền, mặc dù đã phong tỏa với nhiều biện pháp phòng dịch cứng rắn tuy nhiên số ca mắc COVID-19 vẫn tăng, trong đó ghi nhận nhiều ca mắc mới ngoài cộng đồng. Sở Y tế tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết, tại thông báo nhanh của Ban chỉ đạo Covid-19 tỉnh này, tính từ 18 giờ 0 phút ngày 19 tháng 9 năm 2021 đến 18 giờ 0 phút ngày 20 tháng 9 năm 2021 có 8 ca mắc mới được ghi nhận trong cộng đồng. Trong đó, huyện Long Điền ghi nhận 6 ca, Vũng Tàu ghi nhận 2 ca.